Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về một cái chủ đề khác so với các hôm trước. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn là một cái ứng dụng được tích hợp trong bộ Office. Nó giúp chúng ta có thể là note cái thông tin, quản lý cái thông tin và nó giúp chúng ta truy xuất cái thông tin mình cần thiết đó, một cách là nhanh chóng. Nó được tích hợp, nó là phần mềm là One, Microsoft OneNote. Được tích hợp sẵn trong các bộ Office. Nếu mà mình dùng các cái phiên bản Office là từ 2010 đến 2016, nó sẽ được tích hợp sẵn vào. Nếu khi mình cài Office đó, mình sẽ có sẵn ở OneNote. Còn đối với mà các bạn nào mà dùng Office mà bắt đầu từ 29 này lên á, 29 ấy, thì nó sẽ cái OneNote này nó được tích hợp sẵn trong Win 10. Đó. Thì ở đây là máy mình nó đang mình đang dùng phiên bản mới nhất nên mình dùng Win 10, nên mình sẽ chỉ cho các bạn, mình sẽ chỉ cho các bạn là setup như thế nào để setup được cái OneNote trên cái Win 10 của mình. 10 nha. Còn các bạn nào mà xài Win 7 hay Win 8.1 á thì mình cài Office thông thường nó sẽ tích hợp sẵn luôn đó. Này mình vô Start này. Các bạn là tìm đến cái mục là Microsoft Store này. Đó, bạn vào này. Ở nút search này bạn search là OneNote. One. Một á, một note đó, OneNote. Nó sẽ có cho mình cái OneNote app này. Nó sẽ tìm cho mình. Đó, ứng dụng này là free nha. Khi mình làm máy mình nó có Win 10 á thì ứng dụng này nó free cho mình. Đó, tại cái ứng dụng này mình đã cài đặt sẵn này nên nó mới có nè. Nếu mà bạn nào mà chưa cài thì bấm nút get nè. Đó. Mình chờ nó tải. Sau đó mình đăng nhập một cái tài khoản Microsoft của mình vô nè. Mình đăng nhập vào mình add. Ở đây tại mình hiện tại mình đã đăng nhập cái tài khoản này rồi nè. Tài khoản này thì nó mình tạo miễn phí, Microsoft nó hỗ trợ. Thì mình tạo ở đây mình đã tạo sẵn rồi nên mình không có đăng nhập lại cái bước này. Còn các bạn nào mà chưa tạo á thì các bạn có thể là tạo một cái tài khoản Microsoft xong đăng nhập qua nó. Đó là mình sẽ được một cái phần mềm nó sẽ được trên máy tính như thế này. À, như thế này đây. À, để mình sẽ mở cái phần mềm này lên cho các bạn thấy. Đó, nó sẽ như thế này. Đó. Phần mềm này thực tế nó là một cái cuốn notebook á. Notebook là giống như thay vì mình sử dụng một cuốn sổ xong đó mình ghi chép hết đầy đủ các thông số, các cái biên bản, các cái thông tin mà mình cần á, mình cần chú ý, mình cần ghi nhớ thì mình phải ghi lại theo thủ công như từ trước đến giờ mình hay làm. Thì thay vì vậy á, Microsoft họ làm ra cái công cụ này để chi? Để mình là có thể là lưu trữ cho nó ở bất cứ nơi đâu, mình có thể là lấy cái dữ liệu, truy xuất cái dữ liệu này ở bất cứ nơi đâu. Đó, nó lưu cái này, dữ liệu này sẽ được đồng bộ trên OneDrive và các bạn có thể cài cái phần mềm OneNote trên điện thoại của mình. Rồi khi đó các bạn cần lấy dữ liệu ở đâu á thì bạn lúc nào trong mình bạn không có smartphone hết là bạn chỉ cần là truy xuất vào phần mềm OneNote và lấy hai cái app giữa cái điện thoại và app giữa cái máy tính này. Nếu mà mình muốn nó đồng bộ với nhau thì mình chỉ cần truy xuất nó vào đúng một cái mail Microsoft á, hai dữ liệu nó sẽ được đồng bộ với nhau. Khi nào bạn ghi chép gì trên máy tính này thì lập tức là điện thoại nó sẽ được đồng bộ hoặc là ngược lại đó, nên là cái việc quản lý dữ liệu này nó rất là nhanh. Giả sử như các bạn, giả sử như đây là cái cuốn cuốn notebook của mình nè đó, tất toàn bộ cái thông tin này mình sẽ được lưu. Ví dụ như giả sử như mình làm ở tiêu chuẩn này, mình có cái mục tiêu chuẩn này thì mình sẽ lưu tiêu chuẩn gì đó, thiết kế gì đó đó, nó sẽ có đầy đủ hết. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn là tổng quan hết cái phần này trước khi mình đi vào chi tiết từng cái tab này. Đó, thì mình sẽ có những thứ như này. Thì đó, lúc trước giờ mình làm hay mình lưu cái dữ liệu này đó thì mình hay làm như vậy. Thì bây giờ chỉ cần mình truy xuất cái gì đó thì mình vào này mình lấy thôi. Thay vì bạn vào máy tính, bạn vào folder, bạn tìm từng file thì giờ mình chỉ cần lên này mình chỉ tìm theo một lục này thôi, rất là nhanh. Truy xuất dữ liệu rất là nhanh. Nếu mà biết cách quản lý, biết cách làm á thì mình chỉ biết cách sử dụng phần mềm này, mình chỉ cần là một click thao tác là mình đã có được, mình lấy được cái dữ liệu này rồi. Đó, như vậy đó. Ở đây mình làm rất là nhiều cái hệ thống khác nhau. Đó. Đó. Thấy được cái tầm, mình thấy nếu mà bạn nào mà biết cách tối ưu hóa cái phần mềm này thì mình tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Thay vì mình phải đi tìm dữ liệu, cần tìm dữ liệu hay truy xuất dữ liệu lại á, thì rất là phức tạp. Lúc trước mình hay làm thông thường á, thì mình làm một thời gian mình sẽ quên. Quên thì lúc đó mình đi tìm ổ cứng mình đã đầy, mình cốp ra một cái nơi khác.
thì mình lấy được tiền vô cứng rồi mình lấy cái dữ liệu đấy được. Thay vì bây giờ đó mình đi làm những cái bước bước thừa như vậy thì mình chỉ cần là link một số cái dữ liệu quan trọng như trên này á, mình truy xuất bằng bất cứ cái nào, chỉ có smartphone là mình truy xuất được liền. Đó. Bây giờ mình sau khi mình giới thiệu như vậy á, bắt đầu mình đi vào tổng quan rồi, mình đi vào từng cái chức năng chính của cái phần mềm này nè, để các bạn có thể sử dụng, tương đối biết cách để sử dụng được cái phần mềm này. Đó. Giống như các bộ viết khác ấy, thì nó cũng có các tab thông thường là tab home, tab insert, tab draw, view help, này và cái notebook này của mình. Đó. Đầu tiên là các bạn khi mà các bạn đăng nhập vào nó sẽ mặc định cho mình là cái một cái notebook như này. Đó. Mà nếu mà mình mà muốn muốn tạo thêm một cái notebook á thì mình sẽ chọn vô nè. À, mình chọn này, mình sổ xuống này. Mình chọn thêm notebook. Ở đây cái notebook của mình nó có nhiều cái notebook. Mình có thể làm này, theo dự án này, theo biên bản của họp này, theo thông tin của mình này, sách tiếng Anh này. Đó. Thì ở đây mình nếu mà các bạn làm nhiều các lĩnh vực khác nhau á, thì bạn chỉ cần add cái notebook này vô thôi. Với cái tài khoản mình được đăng ký sẵn Microsoft này, sử ở đây mình add cái notebook là training. Đó, training. Training này, mình chọn tài khoản này mình tạo notebook. Đó, lúc đó mình sẽ có được một cái cuốn sổ sổ là training. Đó. Thì trong cái phần này nó sẽ có một cái phần là session. Session này đây là mình sẽ lưu á, đối với các mình á, là mình sẽ theo cái chủ đề của mình á, chủ đề chính á. Thì ở đây mình sẽ có các tùy chọn sau, mình có thể là delete nó này, rename này, có thể là di chuyển này. Đó, di chuyển này là mình di chuyển từ cái cuốn notebook này sang cuốn notebook khác. Đó. Rồi cái này là mình cái màu á, màu bình thường nó sẽ mặc định cho mình, khi mình tạo giả sử mình tạo cái khác nữa là nó sẽ có màu khác. Cái này nó hay ở điểm đó. Đó. Thì vì mình các cái phần mềm thông thường mình phải đi tô màu quá, cái này á, thì nó phức tạp. Cái này nó sẽ tạo cho mình, cứ mỗi lần mình tạo là nó sẽ có một cái màu khác để nó phân biệt từng cái chủ đề. Đó. Hoặc là mình không thích màu này thì mình có thể thay đổi nó bằng cách là mình nhấn nhấp chuột phải và mình rename đổi thay đổi này, selection màu màu này. Đó, mình thích màu hồng nữa mình đổi màu xanh. Đó là tùy mình thôi. Trong này nó các tùy chọn này, mình có thể xóa xóa đi này, rename này, copy này, là lúc nãy mình có nói là copy sang cái notebook khác đó. Đó, giả sử như mình không copy từ cái này sang cái notebook cũ của mình á thì mình chọn vô copy, mình chọn về cái notebook này này là mình ok là nó sẽ move, nó sẽ di chuyển qua đó. Rồi mình có thể rename, giả sử cái này mình rename đi, training một. Thì trong tên một này nó có gì, nó có trang này, paper này, s bay này. Đó, cái này là mình sẽ là có một cái trang trang giả sử như mình có nhiều trang, nhiều chủ đề đó. À, hôm bữa training số 1 này á, hôm training số 1 này sẽ có nhiều buổi học 1, buổi học 2 gì đó, học 1 đó, xong hôm nay là buổi học 2 đó, giả sử bị nhấn nhấn nhầm à, buổi học 1 sẽ cái này sang bước 2. Thì bước 2 có nội dung gì? Bước 3 có nội dung gì? Đó, như sự vậy. Đó, tương tự các buổi học khác. Thì ở đây nó là cái này là cái đầu mục nó nè. Thời gian mình tạo này, cho nên mình biết được là cái buổi học 1 là mình bắt đầu học từ khi nào. Đó, hay là mình làm cái gì như trong đó. Đó, trong này mình cứ ghi nội dung thôi, mình điền nội dung thôi. Và mình truy xuất. Cái này là mình khi mình tạo cái này á, nó sẽ đồng bộ hóa lên điện thoại của mình, khi mình cài app điện thoại á, tất cả những cái này á, những thông tin này mình chỉ cần lấy smartphone mình ra mình xem cái là có ngay lập tức liền. Đó. Vừa tạo là nó sẽ đồng bộ chế độ này này. Đó, nó sẽ tự đồng bộ cho mình này. Đó. Để được cái đó nó đồng bộ được á, mình phải tùy chỉnh ở trong cái phần cài đặt này. Mình vào system này. Mình sẽ vào option này. Ra này, đồng bộ notebook này. Đó, các bạn ha. Các bạn phải bật cái tính năng đồng bộ này lên thì nó mới sẽ đồng bộ hết tất cả các thiết bị của bạn. Bạn có thể đăng nhập nhiều thiết bị, thay vì bạn có hai smartphone thì bạn đăng nhập hai cái, thì lúc đó là dữ liệu là lúc nào mình cũng mang trong mình hết. Đó, bạn cần cái gì là cũng mở ra mình xem thôi.
không phải ngồi mở cái máy tính lên rồi tìm kiếm dữ liệu, nó phức tạp lắm. Cái này là các cái khả năng nó có thể làm được này. Đó, bây giờ mình sẽ giới thiệu ngoài cái việc mà mình sẽ viết 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 cái thông tin vô này nè, là mình có thể là insert từ một cái file dữ liệu, file mà giả sử như một cái buổi học này đó, ông thầy ông đưa cho mình một cái file, file này mình cần á để mình giữ, mình lưu giữ vô, giống như cái này của mình nè, đó, như cái này của mình nè, giả sử như cái buổi này đi, mình sẽ có một cái file đó, file này nó sẽ hướng dẫn tổng quan cho mình, thì mình muốn cái file này nó nằm luôn trong này luôn, thay vì mình lưu ở vị trí máy xong mình tìm tới nó thì mình sẽ insert cái file này nó nằm vô trong này luôn và mình xem ở bất kỳ một lúc một nơi. Đó. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn là cái cách để insert cái file này vào này. Bạn quay lại cái trang của mình. Giờ đây này mình sẽ có một cái file đi, giả sử mình có một file đi. File này đi. Đó, là hôm đó thằng đưa cho cái file này. Thì mình sẽ cái cách đầu tiên mình muốn insert vào file này á, mình vào tab insert này. Mình chọn file này. Đó. Thì mình chỉ tới đường dẫn file đó. Mình chọn cái file mình cần insert vào này, chọn file này. Đó. Open. Giờ nó có ba cái tùy chọn này, nếu các bạn không biết ấy, nó là gì đó thì mình bấm vào cái nút này, lên mo này. Đó, nó sẽ bật cái hướng dẫn lên, chỉ dẫn lên cho mình nè. Đây. Đây, các bạn đợi xíu. Đó, nó sẽ có ba tùy chọn này cho mình nè. Đó là tải tệp lên OneDrive và chèn liên kết. Chèn dạng đính kèm. Đó, chèn dạng tập tin. Chèn dạng dưới dạng tập bản tin đó. Đó. Giờ mình sẽ vào mình chọn cái tùy chọn thông thường mình hay chọn là đính kèm định dạng đính kèm luôn. Đó là mình có thể xem mọi lúc không cần phải qua mạng hay qua gì hết, cứ đồng bộ lên là mình xem thôi. Giờ mình sẽ vào đây mình chọn insert định kèm. Đó nó sẽ làm một biểu tượng này cho mình. Khi nào mình muốn xem á thì mình chỉ cần là nhấp đúp vào thôi. Đúp vào lập tức cái file này nó mở lên cho mình. Đó, không cần phải tìm nó ở đâu hết. Đó, giả sử như này. Mình sẽ mở cái file này lên cho mình. Đó. Là chỉ cần mình lấy dữ liệu ở đó thôi. Đó là cái cách insert. Ngoài ra mình có một cách insert khác á, nhanh hơn. Thay vì vô này chọn giả sử như trong máy tính mình, cái file này nó nằm ở cái đường dẫn nó dài quá đi. Như này nè, nó link rất là nhiều, nó phức tạp lắm. Thì thay vì vậy thì mình vào mình chỉ cho bạn cách insert nhanh. Đó. Giả sử mình cần insert cái file này vô. Thì mình chỉ cần là nắm giữ cái file này, giữ trái file này, nắm kéo vào cái quanh đây, kéo vào quanh nó này và thả vào đó thì insert vào đó, rất là nhanh. Là mình vừa là chỉ cho các bạn là cái thủ thuật là insert cái file vào, file này nó nhận diện với tất cả các file, chỉ cần muốn insert vào thì mình insert thôi. Đó. Cái chế độ này là lúc nãy mình có nói là insert dạng bản tin đó. Đó, thì cái này là giống như vậy thôi. Còn chế độ này là chế độ insert ảnh, chế độ này là cái video mà online á, video nào mình lấy về để mình insert vào này á, thì mình insert chế độ này link, link này thì mình link ví dụ như mình link cái đường dẫn của cái trang web nào đó thì mình ghi một cái test, ví dụ như mình ở đây mình link một cái đường dẫn này tên là hướng dẫn đó, giờ mình sẽ copy một cái địa chỉ trên web. Thì mình lên trên web này mình có một địa chỉ, link địa chỉ này. Đây, có địa chỉ bên này vào. Mình insert. Đó, nó sẽ cho mình insert, mình chỉ cần link đường này là nó sẽ tới cái đường đó. Đó, cái này hyperlink rất là nhanh. Chỉ cần mình lưu thông tin, lưu dữ liệu trên này tốt là mình đi đâu mình cũng có được, mình lấy được. Mà rất là nhanh luôn. Cái này á, là cái record audio, là giống như là mình ghi lại, mình muốn nói chuyện hay muốn cái bài gì đó thì mình ghi âm lại xong mình mới thu vào này đó. Còn cái này là cái tính năng nâng cao của nó này, cái này là nó không có cho dùng miễn phí, bạn nào muốn dùng tính năng này là phải mua cái gói mà là Office 360 á, 365 á thì mới 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 sử dụng được cái tính năng meeting detail này. Còn cái này mình dùng bản miễn phí nên mình không có sử dụng được. Còn cái này là cái symbol, symbol thì mình có thể chèn vào các cái biểu tượng của mình. Cái form này cũng tương tự, mình phải mua một cái bản là Office 365 lúc đó mình mới mới dùng được. Lúc trước mình có máy kia thì mình có dùng cái phần này rồi.
ở cái tính năng này á, tính năng này là tính năng cái biểu tượng đám mây này á, là biểu tượng đồng bộ nè. Đó. Rồi cái biểu tượng này là cái biểu tượng là tìm kiếm á. Các bạn có thể search tìm kiếm thông tin, cái này là share notebook. Share notebook này rất quan trọng, các bạn muốn share cái này thông tin này cho ai đó thì mình share đi thôi. Đó. Cái này là mình cứ nhắn cái share thông tin này đối với người dùng quanh có quanh nó mới share được, share cho người ta mở mới được, chứ còn không có thì không mở được. Đó. Rồi trong cái các cái tùy chọn này nó có một cái tùy chọn là raw này, tab này rất là hay. Nếu mình có, nếu mà bạn nào có điều kiện á thì mình có dùng là Galaxy Note hay là iPad á, thì mình có cái bút á, thì cái này thay vì mình ngồi mình đánh máy á, thì mình sẽ viết viết trực tiếp lên nó, rất là nhanh, rất tiện. Đó, thì nó giống như mình viết này, tại cái này mình không có đó, giống như mình viết như vậy thì mình sẽ viết nó đồng bộ cho mình hết, nó thành một cuốn cuốn sách. Sách là nó rất là tiện, là khi đi họp hay đi đi làm đi học gì đó mình có thể viết trên này, sau đó nó về đồng bộ về máy tính mình. Mình học ở nhà thì mở máy tính là mình xem, hay là mình đi đâu đó mình lấy điện thoại ra mình xem, rất là tiện. Ngoài tính năng viết này, nó còn tính năng vẽ chèn các cái sát này, các cái hình dạng hình học khác nhau đó, mình có thể chèn được, hoặc là mình có thể link cái chèn cái sát này vô này. Rồi ở đây mình ngoài cái này ra, mình có các chế độ view của nó này. Mình có thể chế độ là new window là mở một cái cửa sổ mới hoàn toàn của OneNote luôn. Đó, như sẽ mình nhấn vào new window này, đó nó mở double cái cửa sổ mình lên. Đó. Cái tính năng thứ hai là tính năng này là chèn âm, nó chọn một cái chế độ là chiếu, giống như là chế độ chiếu của mình đó. Xong đó mình record lại, mình lưu cái video này lại, xong đó mình show lên cho người ta. Như trong PowerPoint nó có tính năng là tạo video á, là cái này nó làm được chuyện đó. Này là zoom zoom fix zoom out zoom in zoom out ấy, thì cái này là dễ rồi, này là zoom 100%. Cái này là kéo kéo cái bề rộng của cái trang này nè, đó nó mình kéo thôi, để chuột phần này mình kéo, nắm kéo này không cần nữa thì mình tắt đi. Này là đổi cái màu, màu trang này mặc định nó là màu trắng, bây giờ mình có thể đổi sang màu khác. Đổi sang màu này, thích màu này thì đổi sang màu này. Còn cái này là cái lưới đó, thì mình cái trang giấy này nếu mà mình viết lúc nãy mình có nói là viết cái này đó, viết bằng bút á, thì mình để cái này có hàng để viết bằng bút cho thẳng, giống y chang là cuốn sách, cuốn vở vở notebook của mình, vở bằng giấy đó, thì nó rất là tiện. Đó, giờ mình cái này tại mình không có, mình vẽ máy đi, mình bỏ cái này đi. Tiêu. Nành. Cái này là cái thùng rác, thùng rác này là để mình lỡ tay mà mình xóa cái gì đó mình vào này mình restore lại đó, lấy lại chứ không là nó mất. Rồi giờ mình sẽ về lại tính năng bỏ cái tính năng thùng rác đi đó, về lại này nó có chức năng là translate, nếu viết tiếng Việt đó, mình translate sang tiếng Anh. Giả sử mình thử cho các bạn xem, mình cũng chưa thử tính năng này nữa. Xin chào. Em muốn dịch coi. Đây là con ngữ. Tiếng Anh translate. Hello, đó hay không? Này là rất là hay. Mình cũng mới mới có sử dụng chứ lúc trước mình thấy nhưng mình chưa có sử dụng. Đó, các bạn có thể nghiên cứu thêm phần này nó cũng khá là hay. Đó, tính năng này là chắc 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 cái chính tả, lỗi chính tả thôi, này mình không có lỗi gì hết nên không có đó. Nếu mình thông thường mình viết tiếng Anh hay viết tiếng Việt để thử mình chắc tiếng Việt thử được không, em viết tiếng Anh ấy thì có thể nó chắc được, viết tiếng Việt nó chắc được quá. Chứ mình viết chữ sai này đi đó. Mình chắc nó không không chắc được tiếng tiếng Việt, chứ mình viết tiếng Anh thì nó chắc được không. Hello này đi, mình sẽ chắc ở training. Hello, một lỗi không phải là hết. Mình nếu mình không biết gì đó, thì mình chỉ cần nhấp vào cái này nó hiển thị cho mình, nó hiển thị cái này lên thôi. À, cái này thì để sau này mình nghiên cứu thêm, mình sẽ giới thiệu cho bạn cái phần đó, cái phần này mình cũng chưa có dùng nữa. Đó. Rồi thì mình bỏ qua cái phần chắc chính tả này đi.
Cái này là mình sẽ hai cái tác giả có nhiều, cái này mình có thể trong học nhóm học gì đó mình cứ share cho người ta, xong mình hai bớt đi cho người ta chế độ xem thôi. Rồi mình sẽ chỉ cho các bạn là các cái tùy chỉnh trong cài đặt. Đó, cài đặt này mình sẽ có là các tùy chọn nè, các thông tin riêng tư nè, đó thông tin riêng tư nè, cái này là trợ giúp nè, help nè, này là tài khoản nè, này là thông tin của office, chọn office ở level bao nhiêu đó, còn cái này là chế độ trung tâm của office, máy tính loại này để mình tận hết, này là phản hồi của mình, này là thông tin phiên bản. Rồi mình chủ yếu tập trung vào cái option này nè, option này bây giờ mình muốn chọn cái chế độ màu nền, nó giống như là màu nền của cái chế độ của mình á, thì nó có 3 chế độ nè, một là mình sẽ sử dụng màu trắng, hai là mình sử dụng màu đen đó, ba là mình sử dụng là theo window của mình, window mình có màu gì thì sử dụng đó, thông thường thì mình khuyên nên để màu trắng cho nó dễ nhìn. Đây là đồng bộ, chế độ đồng bộ của notebook của mình nè, đồng bộ notebook nó tự động đồng bộ notebook lên cloud và giữ cho đến ngày đó, nếu có đóng nó thì nó ghi nhớ cái đồng bộ này đó. Nói chung là nếu mà mình bông thường mà định nó sẽ để như này, mình mở lên đồng bộ lên đó. Đây, đồng bộ tất cả các hình ảnh này, các file này đó, này là cloud notebook là nó sẽ mở cho mình cái tab này nè, tab này là phân phối, ví dụ như mình cần tạo một cái phân phối nhóm phân phối này, bay phân phối đó, mình tạo cho nó một cái bay. Mấy cái tính năng này á, tính năng mà trong Lightbook này á, đa phần là nó nếu nó ứng dụng tốt nhất là khi là mình dùng trong Office 365, cái này nó không cho mình dùng miễn phí nên nó hạn chế lắm, nên cái này là các bạn nào mà có tiền nó mua bản quyền á, thì nên dùng được cái đó, còn mình thì mình chỉ dùng mấy tính năng thông thường này thôi. Đó, mình quay lại với này, cái này mình sẽ chọn tùy chọn này, tùy chọn của mình là mình chọn cuốn cuốn notebook nào đó, thì hiện tại mình để mặt mình đang đang ở cuốn này thì ok đó, đó. Rồi tiếp tục là cái trang, cái tiêu đề trang đó, cái này thì để mặc định, cái này là tiêu cái tạo trang này, tạo trang là khi tạo ra nó để cái trang ở trên hay ở dưới, ví dụ mình để cái trang như này mình cộng cái trang nó ra, nó đang là ở dưới này, bây giờ mình thích ở dưới nữa mình tạo lên trên below, giờ mình sẽ tạo là above, nên này tạo là top. Rồi giờ mình tạo ra, rồi tạo ra này đó, lên trên top. Đó, cái đó là cái tùy chọn, bạn thích như thế nào thì bạn chọn như đó thôi. Một cái này là phong mặc định, phong mặc định thì bạn thích phong nào thì bạn chọn đó, này cả chữ mặc định này, not review này bình thường thì mình không có review trước, review là bật chế độ này lên nó sẽ xem cái này nè, mà muốn review xem được thì mình phải khởi động nó lại, mình phải tắt xong mình khởi động lại. Nè chế độ review này, giả sử như trong này, tại trong này nó không có nội dung gì hết, bật chế độ review này, đây đó, nó sẽ cho mình review, nó review trước cái nội dung bên trong này này, này là chất chính tả, loại chính tả này là hai hai loại chính tả đi, còn cái này là tự động đánh in hoa, nên mình bật mình tắt cái này thì mình đánh in hoa này. Đó, nó không, mình tự động in hoa, còn nếu mình bật nó lên cap auto date đây, mình phải restart nó, xong restart nó mới thay đổi cái hiệu ứng của mình tắt cái đi, restart lại. Giờ mình gõ đó, nó sẽ tự động hoa cho mình, cái này thì dễ rồi, cái này Office Microsoft là cái nào cũng làm được chuyện đó hết, chỉ có ngồi chỉ có Excel thôi, Excel thì giờ nó chưa làm được cái chuyện là tự động in hoa. Cái này là
chế độ mà batch của mình á, thì mình giữ nguyên cái test mình định dạng hay là mình mẹt format gì đó là mình thay đổi nè, hay là giữ nguyên cái suột mình format của cái suột, thường là mình sẽ giữ nguyên cái test thôi. Cái này là bao gồm link cái suột này, khi mình copy một cái đường link vào nó sẽ giữ nguyên cái đường link đó, ví dụ như sẽ mình copy đường link như này. Đó, nó sẽ giữ nguyên lên như này. Giả sử như mình bỏ tính năng ở đi. Option này. Không bao gồm lên. Rồi. Giờ mình thử lại à. À, cái này nó vẫn mặc định theo link của mình rồi. Tính năng này là tính năng gì mình cũng không rõ lắm nè. Lên sổ. On bao gồm lên sổ sẽ bị vấn này à, vẫn lên được mà đã à, vẫn lên được. Và tính năng này để các bạn có thể tìm hiểu lại phần đó. Có tính năng in này nè, khi nào mình in báo cáo hay là mình làm gì đó, thì sử mình vào này đi, mình lấy cái của mình đó, nó có đầy đủ các báo cáo các bài vô này. Sau khi mình đây chọn cái nào mà nó test đây, để sử mình muốn in cái này ra thì mình nhấn in thôi, in thông thường thì mình xuất ra, chọn chế độ máy in, in thông thường mình in cái này nó sẽ ra trang A4, mình chọn trang A4. Đó, cái này rất là hay. Cái này mình đang hướng hướng tới là mình làm dự án á, mình sẽ làm tất cả các biên bản họp ở trên này, ví dụ giống như mình đang làm hiện giờ này, giờ mình đang làm này. Đó, các bạn sẽ ghi là các bạn sẽ biết được cái thời gian mình làm dự án từ khi nào đến khi nào, họp thống nhất những gì. Cái này là nếu mà đa số công ty nó không có dùng cái này, nếu mà dùng cái này tốt á thì mình quản lý hết tất tần tật những thứ cái biên bản của mình á. Hiện tại mình đang xây dựng cái form này, nhưng mà mình chưa có xây dựng được cái form bên trong này này, nên là nó còn nhiều lúc là mỗi cái dự án nó có một cái form biên bản họp khác nhau. Nếu mà mình đồng nhất được hết cái này á, thì mình làm cái này rất nhanh, thì mình lưu ở trong máy mình á nó rất là nhiều file biên bản họp khác nhau. Lúc đó mình khi mà mình có tranh chấp gì á, mình tìm lại rất là mệt mỏi, tìm lại cái này file này phải mở về nhiều bản mấy ổ cứng không hết á, phải copy ổ cứng và ổ cứng, sau đó tìm ổ cứng nó lấy lại cái file đó nữa. Còn cái này đó mình lưu hết lịch sử cái dự án mình làm những gì, thay đổi những gì từ đầu đến đâu, mình chỉ cần một click vào này là mình sẽ thấy hết tất tật những thứ này. Đó, cái này rất là hay, mình đang xây dựng cho công ty của mình là nó đang làm theo hướng này. Nếu mà các bạn nào mà muốn biết muốn làm theo hướng này đó, thì sau này mình sẽ có một cái video là chỉ xây dựng cái form đầy đủ hết các cái form này. Đó, rất là hay. Cái hay tiếp theo của OneNote này mình muốn giới thiệu với các bạn là cái hay rất hay này, để sử dụng bạn học tiếng Anh đi, học tiếng Anh là phải học mỗi lúc mỗi nơi. Lúc mà bạn cần cuốn sổ, người ta chỉ cách học cần cuốn sổ đó, thì bạn ngồi bạn ghi trong tờ giấy rồi bạn tìm tờ giấy đó 2 3 bữa là bạn lại quên. Nhưng mà cái điện thoại smartphone đó lúc nào bạn có trong túi, đó là cái hay. Bạn chỉ cần mở truy cập rảnh 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 rồi bạn truy cập vào cái phần mềm nè, bạn bật cái là bạn có hết đó. Lúc trước mình hay học mấy cái này nè, mình chỉ cần bật vào là mình xem. Giả sử như đang nói chuyện với họ mình quên, mình biết gì hết, cái mình quên quên nói câu đó, cái mình bật vào này mình xem lại cái mình nói được, nó khá là hay. Cái này là mình rất thích cái phần mềm OneNote, ở chỗ này nó có khả năng đồng bộ rất là nhiều thiết bị. Đó, bạn có thể là smartphone bạn lúc nào cũng có theo trong người á, chỉ cần bạn muốn lấy dữ liệu ở đâu á, bạn chỉ cần rút điện thoại ra lấy, hay ở điểm đó. Trong này mình có lưu hết tất cả những thứ này, lịch sử này hay lắm. Rồi này nó cái tính năng tìm kiếm này, tìm kiếm trong đây có một cái tính năng mà mình chưa giới thiệu các bạn là tính năng này này hay khá hay nè. Mình quay trở lại với cái phần này đi, nào mà có chữ có đồng mục. Đợi mình xíu đây, để xem cái phần nào có đồng mục này. Thì các bạn có thể đánh cái số nó nè, bạn có thể đánh dấu điểm quan trọng hay không quan trọng của nó, nó đánh dấu quan trọng.
khi ra mình sạch cái này á, mình sạch theo nó quan trọng này, đó cái nào là quan trọng là nó sẽ ra cho mình rất là nhanh. Thì về mình vô mình tìm cái nào, nhưng mà cái này là mình cái nào quan trọng mình mới đánh nha, chứ mình đánh nhiều quá cái nào mình đánh hết thì như không, không có chức năng gì hết. Nào mà quan trọng là mình chỉ đánh cái này, mình sạch theo cái tab này rất là hay. Dù mình sẽ sạch thì giả sử mình chọn cái này đi, fashion, câu hỏi giờ mình bỏ cái này đi, quan trọng là fashion. Giờ mình ra mình sạch important, giờ mình sạch fashion, bỏ tính năng important này ra này. Giờ mình sạch fashion đây, bỏ important này đi, fashion thôi. Đó, thì mình ra cái này mình search question là nó ra thôi. Này mà nếu mà mình làm tốt đó, thì mình sẽ đặt hết những thứ này, mình có thể là tạo tạo thêm nó, mình có thể tạo thêm này, mình sẽ tạo tất tạo những thứ, ví dụ như cái này là mình tạo cho là làm cái này là cái chỗ là học tiếng Anh đi, học tiếng Anh đó. Thì giờ mình chọn cái icon đó là một cái tim này đi, đó mình tạo cái nó chỗ này, mình sẽ tạo cho cái này nó là học tiếng Anh đó. Giờ mình sẽ bỏ cái tính năng fashion nó đi, này mình sẽ gõ vô chữ này là học tiếng Anh, không? Rất là hay. Cái này nếu mà các bạn mà biết cái phần mềm này, các bạn thấy là mình sẽ giải phóng cái bộ nhớ cho cái đầu mình rất là nhiều, tiện lợi. Còn cái này á, hidden này á, thì nó giống như trong Word thôi, mình thích chọn cỡ chữ bao nhiêu, loại màu gì thì mình chọn thôi, này thì không có gì để nói phần này hết. Rồi này là mình cũng hôm nay là mình cũng chia sẻ hết cái phần mà mình giới thiệu cho các bạn là OneNote nó như thế nào, tính năng của nó như thế nào, nó không nên làm được những gì và tầm quan trọng của OneNote. Theo mình đó là các bạn nên tập sử dụng cái phần mềm này đi, để phần mềm này nó giúp ích rất nhiều cho cả học tập lẫn làm việc. Nếu bạn sử dụng tốt cái này á, sau khi mình làm sau khoảng 5-10 năm á, là mình sẽ có được một cái đồ file như thế này. Nếu mình làm 5-10 năm á, mình sẽ có được một ổ cứng giả sử như một T đi, T dữ liệu trong đó có bao giờ mình đọc đâu, không bao giờ, hoặc là mình đọc nhưng mà mình đọc chỉ một một hai file gì đó thôi. Còn sau khi mình làm, giả sử ở đây mình làm lúc trước giờ mình làm 5 năm của mình nè, 5 năm mình nó có hết tất tật trong này, với một file nó được lưu rất là nhẹ, không không tốn dữ liệu ô cứng máy tính nha, không tốn bất kỳ cái gì ở máy tính hết, nó lưu trên trên điện toán đám mây của tài khoản Microsoft của mình á, file với khoảng 100 ký, mình thấy rất nhẹ, mình không hiểu sao mà cái file nhẹ vậy đó. Nên cái này là các bạn có thể là tập sử dụng nó, cái nào mà không biết đó, các bạn vào cái này này, nó có hướng dẫn tiếng Việt cho mình hết đây đó, toàn bộ nó sẽ được hướng dẫn tiếng Việt cho mình hết, nên các bạn nên tập học và tập sử dụng cái phần mềm này đó. Hôm nay thời gian mình giới thiệu không nhiều nên sẽ có những thứ là mình giới thiệu chưa hết, hoặc có những thứ mình giới thiệu là nó không chưa chưa tới, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm cái phần này. Mục đích chính hôm nay mình muốn giới thiệu là để các bạn biết là nó có cái phần mềm này để mình tiếp xúc và tiếp cận. Hiện tại đa phần mình thấy là ít ít người sử dụng cái phần mềm này, họ chỉ chú trọng đến Word, Excel như thế là hết. Đó, Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Hiện tại ngay cả ở công ty mình thấy có một số anh em sử dụng thôi, mà ít lắm, tỷ lệ phần trăm sử dụng cái phần mềm này là hầu như là không có. Đó, nên mình phải ráng mà tiếp cận, tiếp xúc với cái phần mềm này khá là hay. Thì để sau cái video hôm nay á, mình sẽ tiếp tục là xây dựng cái chuỗi video là hướng dẫn về cái hệ thống điện nhẹ á. Thì các bạn có thể là like và subscribe kênh của mình để chờ chờ đón cái hệ thống video đó. Thì hiện tại mình đang lên kịch bản và mình đang xây dựng video.
thì dự kiến là nó sẽ ra cái khoảng là từ giữa đến cuối tháng 10, 11. Tại hiện tại mình cũng đang rất là bận nên rất mong là các bạn là chờ đón xem cái video đó. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.